Đinh Lan xin kính chào quý vị khán giả xem kênh của Đinh Lan. Cái clip này với chủ đề là Đinh Lan thông tin chỉ dành cho khán giả của mình. Tại vì có rất là nhiều những người khán giả, phụ nữ cũng có, nam giới cũng có nhắn tin cho Đinh Lan là không nên làm những clip nữa, nhịn đi, sợ giống Trần Văn Sĩ với Đặng Thị Hàn Ni. Cho nên là tôi trả lời nhiều, giải thích nhiều với những cái khán giả thì cũng đông quá, không có nhắn tin trả lời được. Cho nên là thôi, bằng video clip này tôi nói là thông tin để dành cho khán giả của mình. Cho nên là tôi rất là nghe lời những cái người khán giả, những người yêu mến của mình, sợ là tôi sẽ bị vô trong cái vòng lao lý giống như Đặng Thị Hàn Ni nói có một câu mà bị vậy, còn tôi thì nói nhiều hơn á. Thì dặn mọi người như thế này: thứ nhất là tôi làm tuân thủ theo đúng pháp luật Việt Nam. Hai vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng đã có một cái động cơ là tấn công vào từ thiện để dẹp hết tất cả những cái giới nghệ sĩ không được có huy động từ thiện mà để dành cho vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng làm. Thì ngày hôm nay mục đích đó đã được thực hiện. Nhưng mà rất là ngang ngược, lấy số đông để mà chấn áp người ta là Nguyễn Phương Hằng và những YouTuber được quyền bắt những người khác sao kê về xuyên tạc, vu khống người ta đủ thứ hết chứ. Bị bắt rồi bị khởi tố tùm lum hết. Trong khi bản thân mình thì mình được quyền không ai dám đụng tới nha, nói tới là nó tìm tới nhà, nó đòi là xử mình đó, giống như Phạm Hoàng Khang nói là anh em giang hồ tới rồi, Phạm Hoàng Khang tới đây là bẻ răng. Cho nên là nói lại video clip này, tôi nhớ những cái video clip những cái người nào đang tấn công tôi thì tôi kể liệt kê ra. Cho nên những cái YouTuber này á, đừng có nên đe dọa tấn công ra, không có ai mà coi như là hân hoan mãi đâu. Tại vì vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng suốt hơn 3 năm trời đã gây một cái hậu quả rất là nghiêm trọng cho xã hội Việt Nam chưa giải quyết được. Đó là xây dựng một cái chiến lược diễn biến hòa bình giống như tụi phản động đã nhiều lần muốn tấn công Việt Nam bằng hình thức như thế này. Nó mua chuộc dụ dỗ tổ chức ra những cá nhân tổ chức để thành lập một cái gọi là phi vũ trang, là những cái YouTuber này tấn công vu khống làm nhục để hòng cho đất nước Việt Nam, ảnh hưởng tới kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa và xã hội. Thì năm yếu tố của tụi phản động tấn công vào cái mục tiêu gọi là chiến lược diễn biến hòa bình thì Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng đã đạt được. Ngày hôm nay Nguyễn Phương Hằng đã, Huỳnh Uy Dũng đã phục hồi cái chức danh cho vợ mình để tiến hành đi lấy tiền, gom tiền từ thiện về bên mình. Thì như vậy vi phạm cái điều 93 của bộ luật của quy định của chính phủ về kêu gọi từ thiện. Cho nên nó đợi khi nào chủ nhật này họ diễn ra những cái vấn đề mà kêu gọi từ thiện đó, thì lúc đó thì thứ hai thì Đinh Lan sẽ làm clip. Còn tụi mày khỏi dọa, thằng Gia Cát Phong khỏi dọa, tao chả có cố thủ gì hết, chả có công an nào tới nhà tao đâu. Gia Cát Phong, Sơn Sàm TV, Lang Thang Đường Phố, Thanh Nguyên Vlog, Hương Quảng Châu, Hà Thích Quang TV, Gốc Việt, Kiệt Tuấn Đạt, Full Game Mobile, Thiện Đời Sống, Estan TV, Đời Lữ Thứ, Trần Quốc Vũ, Luật Sư Vlog, Âu Quang Phục, Huấn Bình Dương, Đinh Hoàng Nhân, chả có công an nào tới đây cả. Vì nếu như trong vụ án Nguyễn Phương Hằng thì tao khẳng định 100% không có công an nào mà tìm tới Đinh Thị Lan này. Vì tao rất cần cái việc sự có mặt của công an để trả lời cho tao về cái việc lý do tại sao Nguyễn Phương Hằng là người đã thuê Nguyễn Việt Anh trong Chuyện Đời Thường và Nguyễn Tài Phát tới Công Chuyện và Võ Minh Điền, Trần Hoàng Ngoan tới đánh Đinh Thị Lan vì đã tố cáo Nguyễn Phương Hằng mà đánh nhầm chị tao Đinh Thị Chiên, thương tật 20% ngày 9 tháng 2 năm 2022 tại quận Gò Vấp. Tới giờ này vẫn không khởi tố thằng Võ Minh Điền và thằng Vũ Văn Thịnh, không truy tố lại khi tòa án thành phố hủy. Còn cái động cơ đê hèn của Nguyễn Phương Hằng trong vụ án này chưa xét xử xong, bây giờ đang giám đốc thẩm ở ngoài Hà Nội. Cho nên việc mà thả người là Viện Kiểm sát tỉnh Bình Dương thả người. Còn vấn đề mà mọi người cứ thả người ra rồi sau này đợi giám đốc thẩm, và tôi tin vào đảng và nhà nước Việt Nam không bao giờ để cho cái đồng tiền của Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng để mà làm hư, xói mòn cái đạo đức của cán bộ, lực lượng coi như tư pháp của miền Nam như thế này. Cho nên là mọi người yên tâm một điều rằng là tôi rất là cầu mong là có một cơ quan chức năng, công an nào đó tới thì tôi sẵn sàng hợp tác. Nếu như tôi sai thì khởi tố tôi, nhưng nếu những YouTuber này sai thì khởi tố những YouTuber này và lôi vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng ra chịu tội trước pháp luật vì đã xúi dục những cái YouTuber này phạm tội, vu khống làm nhục và đánh chị tôi thương tật 20%. Chào mọi người nha.